Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn cho mọi người cái con app này. Con app này là con app đầu tư TRX hoặc là USDT. Đó, thì con app này chính là con app USDT678.com. Thì ở đây, thì link đăng ký của con app này mình đã để dưới phần mô tả cho mọi người rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng ký của nó luôn. Ok, mình sẽ đăng xuất ra này. Thì ở đây, đây chính là cái giao diện chính của cái phần đăng ký của mọi người cần phải điền vào để đăng ký. Ở đầu tiên thì mọi người là email thì mọi người điền cho giúp mình phần email vào. Phần thứ hai đó là mật khẩu đăng nhập thì mọi người điền mật khẩu đăng nhập. Phần thứ ba là xác nhận mật khẩu đăng nhập. Và tiếp tục là mật khẩu bảo mật. Mật khẩu bảo mật này cực kỳ là quan trọng cho mọi người nhá. Đó, mọi người điền vào và xác nhận mật khẩu bảo mật này thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người. Ok chưa? Thì ở đây thì mình sẽ đăng ký rồi thì mình sẽ vào đăng nhập luôn. Ok, thì đây chính là cái giao diện chính của con app này. Thì nó hiện ngay cho mọi người là cái sự thông báo này. Ở đây là cái phần thông báo về cái con app này. Thì vào ngày 20 tháng 8 năm 2022, chúng tôi quyết định bổ sung 2 triệu máy khai thác đó được lắp đặt ở Nam Mỹ. Do đó công ty quyết định tăng lợi nhuận khai thác và làm nhiều thợ đào có lợi hơn, nhiều thành viên VIP kiếm được nhiều USDT hơn. Đó, đặt cọc này, đây là cái phần trăm lợi nhuận của mọi người. Đó, thì đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nạp tiền và rút tiền. Thì đây chính là cái giao diện chính của mọi người này. Đó, thì hiện tại là tham gia trở thành triệu phú chôn này. Đó, thông tin chi tiết này mọi người có thể đọc qua. Thì ở đây là khai thác trên nền tảng đám mây đang hoạt động thì lợi nhuận thì của mình đã nhận được 118 USDT, mọi người nhá, 118 USDT. Đó, thì ở đây thì mọi người có thể thấy là phần lợi thuận tích lũy này, tư cách thành viên. Hiện tại thì nó vẫn có app mới đó, được đối tác toàn cầu như là mọi người thấy sàn Binance này, Coinbase này, đó những cái sàn cực kỳ uy tín cho mọi người. Như cái phần tiền gửi của mình đây, và phần ví tiền của mình đâu đó, hiện tại mình đã là VIP 1 này và tổng số dư của mình là 1180 USDT. Đó là chính là cái phần mọi người vào mọi người sẽ nhận ngay được 1180 USDT nhá. Ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để đầu tư như thế nào và nạp tiền đã. Thì mình sẽ bấm vào tiền gửi này, mình sẽ sao chép cái địa chỉ ví này. Ok, khi sao chép thành công thì mình sẽ quay trở về cái ví chôn này. Đó, mình bấm vào gửi dán này. Ok, như đây mình sẽ nạp 10 TRX vào. Mình bấm xong này, tiếp theo bấm vào xác nhận này. Đó, thì hiện tại mình đã chuyển 10 TRX rồi, mình đã hoàn thành rồi này. Thì mình sẽ ghi vào đây đã hoàn tất quá trình nạp này. Mọi người bấm vào đấy giúp mình nhá. Ok, thì sẽ mất một đến vài phút để tiền nó sẽ về cho mọi người. Đó, thì ở đây mọi người đọc kỹ cho mình. Thì đây mọi người đọc kỹ cho mình là khoản tiền tối thiểu là 5 TRX, ít hơn 5 TRX không thể ghi có được nha mọi người nhá. Đó. Ok, thì ở đây mình sẽ giới thiệu tiếp cho mọi người cái cách thức đầu tư. Đó, đây là cái phần đầu tư của mọi người này. Đó, thì ở đây mọi người có thể thấy này, mình hiện tại đang VIP 1 và sẽ lợi nhuận nó sẽ 18% nha. Khai thác trên nền tảng đám mây đang hoạt động này thì lợi nhuận giao dịch của mình sẽ là 212.4 USDT trong vòng 24 giờ nữa này. Đó, mọi người có thể bấm vào view all. Đó, mọi người có thể thấy này, hoa hồng tài khoản đó của mình là 0.1 này, main account này, đó kinh nghiệm tài khoản này hiện tại đó, số lượng mình đã nhận được 1.000 này. Đó, khi mọi người đăng ký thành công sẽ nhận được 1.000 và nhận tiếp tục 180 USDT nữa nha. Ok, thì bấm vào cái phần xe này. Phần xe này là sao? Mọi người sẽ nhận được mã code như thế này. Đó, mời quy tắc này, mọi người copy vào, chia sẻ lên trên Twitter này, hoặc là Facebook này, hoặc là Instagram này, TikTok này, tất cả lên trang mạng xã hội. Đó, mọi người có thể tham gia
Ok chưa? Tham gia và giới thiệu cho mọi người. Thì đó mọi người sẽ nhận được cái phần trăm hoa hồng cực kỳ lớn nhé. Mọi người bấm vào phần đội như ở đây. Đó có cái phần level 1, level 2, level 3. Đó. Cái phần cao cấp này là sao? Đó, khi mọi người đạt VIP 1 từ 0 đến 500 thì thu nhập được từ 18%. VIP 2 từ 500 đến 2000. Đó thì nhận được 200 à 20%. Đó. Mọi người nhận được ở 2000 từ đến 5000 thì được 23%. Thì hiện tại bọn mình đã nạp được 10 TRX đúng không? Thì được tầm 0,627 USDT. À, 0, 7, 0, 0, 0, tầm 0, mấy USDT thì đấy, lại 0,73. Đó, mọi người có thể thấy 0,73 tiền nó đã lên rồi. Đó. Thì đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách thức rút tiền. Khi mọi người đầu tư thành công rồi mà muốn rút tiền ra thì mọi người muốn rút như thế nào? Thì mọi người bấm vào money này. Đó, thì ở đây mọi người này số tiền có thể có sẵn của mình hiện tại vẫn chưa thể rút. Đó, mình sẽ bấm vào tải tải lại xem sao. Đó, thì số tiền sẵn của mình rút tiền trong 24 giờ này. Số tiền của mình có thể rút là 1.8 TRX. Đó, và phí xử lý của nó là 0%. Mọi người có thể thấy. Đó, ở đây nó tương đương này, 1 UST bằng 15,948 TRX. Đó, mọi người có thể điền mà hạn gạch này, mọi người có thể điền vào, ví dụ mình rút 20 đi. Đó. Thì mọi người địa chỉ bằng T. Đó là địa chỉ TRX của mọi người. Hoặc là USDT. Đó. Địa chỉ USDT này thì mọi người bấm bấm nhận vào giúp mình. Đó, mọi người bấm nhận này, ngoài sao chép. Đó. Mọi người điền vào đây giúp mình. Đó, ok chưa? Thì đây là mật khẩu khi mọi người đăng đăng ký đấy, mật khẩu bảo mật thì mọi người bấm xác nhận là tiền sẽ về. Đó, cực kỳ đơn giản thôi. Thì mình đã giới thiệu qua cho mọi người lại một con app cực kỳ mới này. Đó, con app USDT678.com. Con app này là cái format khá là ngon. Đó, mọi người thấy khá là bắt mắt này. Lợi nhuận tích lũy này, hiện tại nó là khá cao này, như tư cách thành viên này là 259.000. Còn lợi nhuận tích lũy thì khá là quá cao rồi, mình không thể đọc được rồi. Đó, các đối tác thì cực kỳ lớn. Thì chắc là video của mình đến là kết thúc rồi. Thì mình đã giới thiệu qua hết cho mọi người cái con app này nó như thế nào. Đó, thì link đăng ký con app này thì mình đã để dưới phần mô tả cho mọi người rồi. Thì tạm biệt mọi người nhé. Hẹn mọi người với con app cực kỳ mới khác. Ok, tạm biệt mọi người.